ไวต่อให้ต้องไวสักนิดนึงเออไม่ต้องđầy ly rồi nè, giống như là đá xay vậy các bạn. Ừ. Chi lấy cái muỗng cho Bi nữa xong. Lạnh bá cháy bỏ cháy. Đó, vừa làm nhạc luôn nha. Xúc vào đây. Ngoài bị múc đi. Xích vô xuống. Con xúc vào nó đi. Lạnh quá nhiều bi ăn không được á. Ăn kem đi Bi. Múc băng đi Bi. Vừa làm vậy ăn luôn đó. Đang làm tự nhiên ăn. Thì làm xong rồi, vậy thôi. Múc đi Bi. Mát gì lạnh. Rồi múc muỗng vô. Múc đi. Rồi để bên này. Rồi. Trời ơi đang làm cũng ăn được nữa. Ừ. Dạ. Đá xay. Không có làm cái gì á. Dưa giữa. Nó dưa giữa. Sinh tố không ra sinh tố mà kem không ra kem. Đá xay á, đá xay rồi dạ. Hồi nào làm một lấy một bịch làm thử.